Zafar? Yeah. Biban? Yeah. Phil? Fell sick. Very good. Didn? Loco. Nhưng? Oh. But. After warm dog. But. Vẫn? Still. Tôi bị bệnh. Zafar? I fell sick. No. Amka đâu? Again, please. I feel sick. Very good. Nhân tôi đi học. But I go to school. Very good. Tôi bị bệnh. Sick. Very good. Nhưng tôi vẫn học tiếng Anh. Good. But. I still study. Tiếng Anh. English. Hơi gió đâu? Hơi gió đâu? English. Very good. Hôm nay tôi bị bệnh, Zafar. Today I feel sick. Very good. Nhưng tôi vẫn đi học. But I still go to school. Very good. Okay, Zafar. Nhưng vẫn. Still. Very good. Máy tính. A computer. Đây là máy vi tính. Còn đây là máy tính. Người Việt mình đọc sai rồi. Nhưng mà người Việt mình nói đây là máy tính. À, người Việt gọi đây là máy tính à. Nhưng mà đó là sai. Máy tính là cái này. Còn đây được gọi là máy vi tính. Khác nhau nha. Máy tính là a calculator. Máy tính là gì? Calculator. Môn toán. Math. Thích. Like. Like. Yeah. Máy tính. Giả pháp. Quickly. Calculator. Yes, môn toán. Math. Thích. Thích là Like. Máy tính là gì? Like. Tôi ông mình gì đấy? Máy tính là gì đây? A calculator. Very good. Thật là Like. Thật là gì đây Phát? Like. Môn toán. Math. Tôi hôm nay tôi học môn toán. Giả Phát. No, Giả Phát, hôm nay tôi học môn toán. Môn toán. Very good, tôi thích môn toán. Thích. Thích là gì đây? Thích là gì đây? Like. Thích là gì đây? Like. Thích là gì? Like. Ok, tôi thích môn toán, Giả Phát. I like you. No, tôi thích môn toán. I đọc sao phát. Again, please. Tôi thích môn toán. I like. Môn toán. Yes. Very good. Hôm nay tôi học tiếng Anh. English. Hôm nay tôi học tiếng Anh. Today I study. English. Tôi thích tiếng Anh, Giả Phát. Thích là gì đây? Đọc lại. Like. Very good. Tôi thích tiếng Anh. Like. Tiếng Anh. English. Again, tôi thích tiếng Anh. Like English. No, thích again. Tôi thích tiếng Anh. Again. I like English. Very good. Tôi học toán. I study math. Tôi sử dụng máy tính. Sử dụng. Use. Again, please. Tôi sử dụng. Very good. Tôi sử dụng máy tính.
Mitten. A calculator. Very good. Lấy. Lấy chơi. Very good. Trước khi tôi học toán, English. Before I study. Toán. Math. Again. Math. No. Again, please. Math. Very good. Tôi lấy máy tính. I. Lấy. Study. No. Again, please. Tôi lấy. Take. Very good. Tôi lấy máy tính. I take calculator. Very good. Bút chì. Pencil. No. Bút chì. A pencil. Bút bi. A pen. Bút kết thúc. A ruler. A ruler. Cục gom. An. An. Right. Eraser. Eraser. An eraser. An eraser. Cục gom. An eraser. Cô tôi quên. I. For. Two. I forget. Get. Four. Forget. Forget. I forget. Tôi quên học. I forget. Study. No. You study. Again. Tôi quên học. Tôi quên học. Yes. I forget. You study. Tôi quên học tiếng Anh. I quên học tiếng Anh. When forget. You study. Yes. Tôi quên học toán. I forget. You study math. Very good. Tôi lấy, trước khi tôi học toán, tôi lấy bút chì English. Trước khi wait.